Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Top News thứ năm ngày 6 tháng 5 của Việt TV Network. Mở đầu phần thứ hai trở lại chuyện chích ngừa của nước Anh. Nước Anh cho biết là họ đề nghị chích hai mũi thuốc chủng thuộc hai loại khác nhau. Helen Fletcher là một giáo sư về tiêm chủng của trường London. Đề nghị trong lúc này thuốc chủng đang thiếu và có nhiều loại khác nhau. Và các loại này đôi lúc cũng có những dị ứng khác nhau. Do đó, việc chích lẫn lộn loại này với loại kia có thể giải quyết được các lo ngại về vấn đề thiếu thuốc cũng như các phản ứng phụ. Phạm Cơ một lần nữa trở lại với đề tài này. Thưa quý vị, đây là một việc hết sức quan trọng, cũng chính là người Anh nghĩ ra. Thứ nhất là họ nghĩ rằng bây giờ thay vì chích mỗi một thứ thuốc chủng hai liều cách nhau 3 tuần, họ làm ra cách nhau 3 tháng, và giờ đây họ lại nghĩ rằng họ có thể chích chéo, tức là chích một loại thuốc chủng này đợt 1 và đợt 2 có thể chích một loại thuốc chủng khác. Sở dĩ họ nghĩ rằng họ có thể làm như vậy được là bởi vì họ đã thử nhiều lần và họ thấy việc này có thể thành công, nhất là không gây nên phản ứng phụ. Bởi vì thứ nhất là hai loại thuốc chủng hiện nay nó có hai loại khác nhau. Loại thứ nhất là mRNA do Pfizer và Moderna. Loại này thì làm cho sinh ra kháng thể ở trong con người. Và loại thuốc chủng thứ hai là virus vector, gồm có như Sinovac, Sinopharm hoặc là AstraZeneca hay là nhiều loại khác nữa. Thế thì những loại thứ hai này bằng virus vector thì nó kích thích tế bào con người, làm ra chất miễn nhiễm và kích thích ngay cái tế bào con người, chứ họ không làm cho tế bào, họ không làm cho chất miễn nhiễm được sinh ra. Hai cái kiểu chữa trị, hai cái kiểu chích ngừa đó nó khác nhau, cho nên nếu chích hai loại như vậy thì sẽ bổ sung cái phương pháp tạo ra chất kháng thể để có thể chống lại được virus. Đó là một điều thứ nhất là về năng lượng, về khả năng chữa bệnh thì rất là tốt. Điều thứ hai là thiếu thuốc chủng. Ví dụ như loại 1 chích xong, bây giờ không có loại 1 nữa để chích thì ta có thể chích thứ khác để mà thế vào, tức là cũng tăng cường được cái năng lực chữa bệnh của con người mà cũng không có bị thiếu thuốc, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Và vì vậy cho nên đây là một việc làm mà từ xưa đến giờ Hoa Kỳ vẫn chưa bao giờ làm, bởi vì chích ngược như vậy họ sợ rằng là có thể hai cái thuốc này nó có phản ứng khác nhau. Cho nên họ bên Anh họ đã làm những cuộc thí nghiệm như vậy, nghĩa là có rất là nhiều người tình nguyện để tham gia chương trình này, và họ đã làm thử những cái người này rồi và họ đã chích chéo như vậy, và họ cảm thấy rằng yên tâm sau khi họ chích một số người họ không thấy một cái phản ứng nào khác lạ hơn. Đó là một trong những tin tức mới nhất cũng đến từ nước Anh, do vấn đề chích ngừa hiện nay đang thiếu thốn mà người ta nghĩ ra nhiều cái phương cách khác hẳn nhau. Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin ở Hoa Kỳ. Làm thế nào để gia tăng lòng tin của khách hàng khi mà người ta bắt đầu cho phép mở cửa lại các tiệm ăn, các tiệm rượu, và những người khách đi vào họ cảm thấy rằng là yên tâm, không sợ bị lây lan. Đây là một trong những cái tiệm rượu ở Hoa Kỳ, tiệm rượu ở New York và tiệm rượu ở trong San Francisco, các tiệm khác, tiệm ăn cũng vậy. Người ta nghĩ ra một biện pháp, đó là làm chứng minh cho khách hàng biết rằng nhân vật phục vụ cho họ trong các tiệm ăn, những người làm trong đó và những người bartender, những người hầu rượu bên ngoài, những người waiter, waitress đều phải có giấy chích ngừa. Và làm sao để cho dân chúng biết rằng những người này có giấy chích ngừa mà họ, để cho họ yên tâm, thì thứ nhất, những người mà nhân viên của tiệm làm đơn là phải khi đi làm là phải có giấy chích ngừa. Sau khi có giấy chích ngừa rồi, họ download cái này vào trong một cái software và họ giấu tất cả những tin tức liên quan đến tên tuổi cũng như người này người kia, nhưng mà chỉ còn để lại cái chỗ chích ngừa mà thôi. Và sau đó thì họ cho những người này mang một cái băng, một cái vòng đeo, và trên vòng đeo đó có cái QR, tức là khi quý vị dùng cell phone, quý vị đọc QR này, quý vị có thể biết rằng người này đang chích ngừa rồi, và quý vị sẽ yên tâm hơn. Nếu quý vị cần thì quý vị chỉ cần yêu cầu người khách hàng, người bartender hoặc là cái người tiếp viên đưa tay ra, và quý vị dùng cell phone là quý vị check và biết ngay. Bởi vì cái việc này nó chỉ làm ra ở trong phạm vi cái tiệm đó mà thôi, cho nên người ta sẽ không có bị lo ngại về vấn đề đời tư cá nhân, bởi vì chỉ có chủ tiệm là biết điều này, còn ngoài ra không ai được biết những cái điều đó. Người ta chỉ thấy rằng đeo một cái vòng như vậy thì người ta hết sức là tin tưởng trong cái vùng việc này. Đây cũng là một trong những cái sáng kiến mới của cái thời đại corona virus, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, về dự đoán đại dịch COVID-19
ngày hôm qua, Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đưa ra một dự đoán là số ca nhiễm COVID-19 sẽ có thể vẫn tăng trong tháng 5 này, nhưng sau đó sẽ giảm mạnh vào tháng 7. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ CDC ngày hôm thứ Tư cho biết Hoa Kỳ có thể coi như đã qua được thời gian hiểm nghèo nhất vì đại dịch COVID-19. Vẫn theo dự đoán của CDC, nếu mức độ chích ngừa COVID-19 tiếp tục cao, người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi cần thiết, thì vào tháng 7 này, số ca nhiễm COVID sẽ giảm mạnh. Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư ngày hôm qua, bác sĩ trưởng của Trung tâm CDC, bà Rochelle Walensky, nói rằng các mô hình nghiên cứu cho thấy có sự sút giảm mạnh hơn nếu có nhiều người chích ngừa sớm hơn. Trong khi đó, ông Michael Janansson là một trong những tác giả nghiên cứu và cũng ở trong toán thiết lập mô hình, cho biết nếu chúng ta có được mức chích ngừa cao thì tới tháng 7 này, chúng ta sẽ thấy có ảnh hưởng mạnh tới việc lan truyền của đại dịch. Tuy nhiên, điều này cũng còn tùy thuộc vào những gì mà chúng ta làm, như vẫn phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Vẫn theo ước tính của CDC, sở dĩ có sự sụt giảm trong số ca tử vong trong những tuần vừa qua vì phần lớn những người dễ gặp nguy cơ bị rủi ro bị chết nhiều nhất đó là thành phần cao tuổi trên 65 tuổi. Họ đều đã được chích ngừa. Thưa quý vị, bản tin kể là một bản tin liên quan đến hoạt động của cựu Tổng thống Trump. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Trump đã hai lần bị Quốc hội của Hoa Kỳ kêu là đưa ra để mà xin luận tội về vấn đề gây ra rắc rối tấn công vào một cái địa điểm của Quốc hội Hoa Kỳ, sử dụng đó là những lời buộc tội đối với Tổng thống Trump. Thưa quý vị, sau đó thì Facebook và Twitter đều cấm không cho ông Trump lên tiếng ở trên các cái trang mạng này. Họ có quyền làm như vậy bởi vì đây là những trang mạng tư nhân và họ không muốn cho ông Trump nói chuyện. Thì ông Trump bây giờ chỉ còn một phương cách duy nhất để mà đưa tiếng nói của mình đến những người hâm mộ của ông và đang còn ủng hộ ông, đó là thành lập một trang mạng xã hội. Nhưng mà đây không phải là một trang mạng xã hội, đây chỉ là một cái trang website. Trên trang website đó có ghi địa chỉ của ông, tức là From the Desk of Donald Trump. Và đây là một cái địa chỉ của trang mạng. Quý vị vào trang mạng này sẽ thấy những cái lời tuyên bố của ông Trump trong thời gian gần đây. Mỗi ngày ông đều có yết lên một cái lời tuyên bố, cũng giống như là ông yết lên Twitter. Nhưng mà điều khác hẳn là ở Twitter nó tự động đi vào trong cái máy của quý vị. Còn đây quý vị phải đi vào trong cái trang mạng của ông, quý vị mới đọc được các lời tuyên bố của ông Trump. Nếu quý vị vào không được thì quý vị đành chịu thôi. Đó là một trong những cái nhược điểm của cái trang mạng này. Tuy vậy thì hành động của ông Trump làm một cái trang mạng xã hội như vậy trông thì rất tốt, và ông Trump đang nhắm đến cái việc ông có thể ra ứng cử năm 2024. Tuy vậy, nhiều chuyên gia về chính trị cho rằng là việc này rất có thể xảy ra, nhưng mà việc xảy ra như vậy cũng có thể gây chia rẽ trong đảng Cộng Hòa, vì ông Trump với những cái cá tính tiêu biểu của ông như những cái độ cao về vấn đề tuyên truyền và về những cái vấn đề cao, gọi là từ cao từ đại, ví dụ như ông vẫn thường nói rằng người này người kia đắc cử là do ông nói và do ông đề nghị vân vân, những điều đó làm cho nhiều người không có muốn, và vì vậy cho nên ông đã mất đi những cái thiện cảm của nhiều người. Họ hy vọng rằng ông Trump được như vậy là chỉ vì ông đã có được 70 triệu người đi bầu. Nhưng mà càng ngày, nếu ông Trump không thay đổi thái độ mà vẫn cứ theo cái đường lối như cũ, thì có lẽ cái việc này sẽ làm cho cái hy vọng của ông ra tranh cử vào năm 2024 thấp hơn. Nhưng mà hiện nay họ đang trông chờ vào năm 2022, tức là cuộc bầu cử giữa mùa của Quốc hội Hoa Kỳ. Và nhân cái cuộc bầu cử giữa mùa này, người ta sẽ đánh giá được rằng các hành động của tổng thống, cựu Tổng thống Trump, cũng như là các hành động của Đảng Dân Chủ hiện nay và Đảng Cộng Hòa hiện nay, ai là người có lý và dân chúng sẽ tín nhiệm người nào. Thì chúng ta phải nhìn vào cái cuộc bầu cử năm 2022 giữa mùa, giữa cái thời gian nhiệm kỳ Tổng thống, là chúng ta sẽ biết ngay. Thưa quý vị, cũng vẫn liên quan tới chuyện đại dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã đem lại nhiều thay đổi, được truyền thông gọi là thay đổi lạ lùng trong ngành giải phẫu thẩm mỹ. Đây là một bản tin có thật, nhưng ngôn từ khá vui vui và mạnh bạo. Ngành
giải phẫu thẩm mỹ trong hơn một năm qua vì đại dịch đã bị sa sút trầm trọng. Tuy nhiên, một số lĩnh vực đặc biệt lại rất là mạnh, đó là vấn đề độn mông và nâng vú. Lý do tại sao bản tin không giải thích đầy đủ. Độn mông, nâng vú vẫn còn rất ăn khách, tăng 22% từ 970 vụ lên đến 1.179 vụ đi giải phẫu thẩm mỹ chỉ để độn mông và nâng vú. Cấy tóc thì sao? Ngược lại, giảm đi rất nhiều so với con số 24.000 người đi cấy tóc, xuống nay chỉ còn có 10.000 người. Lấy chất độn ở trong vú ra, những hợp chất silicon, lại tăng mạnh, tăng tới 8%. Lý do là bởi vì cũng có thể những cái túi silicon độn vú này nó đã quá đắt, cần phải thay cái mới, nếu không nó vỡ ra có thể gây tử vong, chết người. Cho nên chuyện cần phải lấy ra đi giải phẫu vú để lấy bịch silicon ra là một điều cần thiết. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần thời sự quốc tế với các tin Hoa Kỳ, thế giới và địa phương. Trong phần tin Việt Nam của Top News ngày hôm nay, trước hết là tin về COVID-19 đang lan rất mạnh ở tại Việt Nam. Cho nên các đô thị lớn, các tỉnh lớn như Bắc Ninh, Đồng Nai, Sài Gòn và Hà Nội đã phải đóng cửa nhiều trường học và cho phép học sinh được nghỉ hè sớm. Tin thứ hai, ở tại tỉnh Gia Lai, 20 năm để mất hàng trăm hecta rừng. Ai chịu trách nhiệm? Phạm Cơ trình bày chi tiết. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến tình hình COVID-19 tại Việt Nam. COVID-19 hiện nay phải nói rằng là đang lan mạnh tại Việt Nam sau một thời gian tương đối gọi là yên ổn. Việt Nam đã nhiều lần hạch diện là họ không còn COVID-19 nữa. Nhưng hiện nay, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã có 2 ca lây nhiễm và 2 ca này là kêu là lây nhiễm ở ngay trong bệnh viện, một bác sĩ và một y tá, và bây giờ toàn bộ bệnh viện đó đều bị cách ly, nhân viên đều bị cách ly bởi vì những người này họ đã tiếp xúc với tất cả những nhân viên khác trong bệnh viện. Đồng thời nhiều nơi khác nữa như là Bắc Ninh, Đồng Nai, Sài Gòn và Hà Nội, nơi nào hiện giờ cũng có lây nhiễm cả. Sở dĩ lây nhiễm lan mạnh như vậy là do vấn đề nhiều người Trung Hoa ở bên Trung Hoa đi sang Việt Nam để mà làm việc hoặc là để làm kinh doanh, vân vân. Những người này mang lây nhiễm từ Trung Hoa qua, người ta không biết rõ số liệu lây nhiễm từ Trung Hoa như thế nào. Tuy nhiên, khi mà người Trung Hoa đi qua Việt Nam làm ăn và gây ra lây nhiễm thì rõ ràng là bên Trung Hoa đang lây nhiễm, nhưng mà chính quyền Trung Hoa đã giấu nhẹm những tin này, cho nên chúng ta không hề biết việc lây nhiễm đó xảy ra ở bên Trung Hoa. Và đồng thời ở phía miền Nam, tức là cái vùng miền Nam Việt Nam kế cận với Campuchia, Campuchia đang diễn ra lây nhiễm hết sức trầm trọng đến nỗi rằng là họ phải cách ly, và Việt Nam bây giờ đây cũng bắt chước, cũng phải là ngăn chặn những người từ bên Campuchia tràn qua. Rồi đồng thời nhiều nơi họ không dám áp dụng cách ly, họ chỉ đưa ra một bản thông cáo kêu gọi dân chúng hạn chế đi lại mà thôi, chứ họ không có cách ly, bởi vì cách ly thì phải phạt, và họ không muốn phạt dân chúng làm gây nên hoang mang, vì dân chúng sẽ nghĩ rằng bệnh dịch hiện nay đang lan tràn và họ sợ. Đó là cái điều thứ hai. Và học sinh thì bây giờ bắt đầu được nghỉ học và hoặc là chấm dứt để mà có thể nghỉ hè sớm hơn. Tại Sài Gòn, học sinh nói rằng là chính quyền nói rằng học sinh sẽ được nghỉ cho tới ngày 10 tháng 5. Tới ngày 10 tháng 5 là bắt buộc phải cho nghỉ, bởi vì hiện nay thì phải kết thúc tất cả mọi vấn đề để mùng 10 tháng 5 là nghỉ, bởi vì người ta nghĩ rằng không thể chặn dịch được trước ngày mùng 10 tháng 5. Và sau 10 năm thì tình hình sẽ rối loạn hơn, bởi vì bệnh dịch sẽ gia tăng mỗi ngày mỗi nhiều. Mà giờ đây đã là một ngày, một năm, một sáu rồi. Cho nên điều này cho thấy rằng bệnh dịch đang tiến triển khá mạnh. Rồi đồng thời đã xảy ra ở Lào cũng đã có bệnh dịch. Do đó Việt Nam đã phải gửi người qua chi viện ở bên Lào để ngăn chặn bệnh dịch từ bên Lào, không có để bệnh dịch lan qua bên Việt Nam. Nói chung thì hiện nay những thành phố lớn đều có dịch cả, nhất là trong thời gian nghỉ lễ 1 tháng 5 vừa qua. Bây giờ đây những người trở về đều phải cách ly và phải báo cáo với chính quyền địa phương để có thể biết được họ đang làm những cái gì. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất về tình hình dịch tễ ở tại Việt Nam, COVID-19. Chuyện thứ hai là chuyện phá rừng ở tại Việt Nam. Gia Lai hay là Pleiku, Kon Tum là trước kia có cái tên như vậy, và giờ đây tên mới là Gia Lai.
Ở tại đây thì thưa quý vị, ủy ban quân sự địa phương là một ủy ban đáng lý ra lo về vấn đề an ninh xã hội hoặc là an ninh ở trong vùng về vấn đề chống phá chế độ cách mạng chẳng hạn. Tuy nhiên họ lại không làm việc này, họ lại yêu cầu chính phủ cho phép họ được canh giữ rừng. Vấn đề là canh giữ quản lý rừng là vấn đề rất quan trọng đối với họ. Tại sao? Vấn đề này khiến họ phải có, thứ nhất là có tiền để mà làm cái dịch vụ canh giữ rừng này. Thứ hai là khi canh giữ rừng thì họ có thể phá rừng một cách bất hợp pháp mà không ai nói được, bởi vì người đang canh giữ mà phá rừng thì làm sao mà biết được. Vì vậy cho nên hơn 20 năm nay Ủy ban quân sự Gia Lai đã phá rất là nhiều rừng để bán gỗ, và đó là cái bản tin người ta cho biết rằng là cái việc sự việc xảy ra như vậy, và bây giờ có lời tố cáo ở trên báo, nhưng mà ai chịu trách nhiệm về vụ này? Rõ ràng là từ chính quyền địa phương đã cho phép ủy ban quân sự làm việc là canh giữ rừng này, nhưng mà thực sự ra rõ ràng là họ phá rừng, và giờ đây thì hậu quả đã thấy rõ ràng sau khi cái số rừng bị phá rất là lớn đến nỗi người ta nhìn ra được bằng mắt thường, và đó là lý do tại sao có bản tin nói trên. Thưa quý vị, kính thưa quý vị, phần tin Việt Nam đã kết thúc cho chương trình Top News của VTV Network với Phạm Cơ và Vũ Khiểm, chương trình tin tức ngày thứ Năm, ngày 6 tháng 5. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.